Xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ của bạn của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, sốt xuất huyết là một căn bệnh mà chúng ta vẫn thường thấy, đặc biệt nhất là vào trong những dịp hè, luôn luôn xuất hiện khá là nhiều những ca bệnh. Và ở trẻ em thì đây là một trong những nguyên nhân gây tử vong, nên việc mà các phụ huynh của chúng ta có thể là tìm ra những dấu hiệu để nhận biết và điều trị kịp thời cho con là một điều rất cần phải hiểu rõ. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Mai Phương để cùng chia sẻ về vấn đề này. Xin được gửi lời chào đến bác sĩ ạ. Xin chào MC Phương Ly, xin chào quý khán giả. Trên báo đài đó bác sĩ, thì chúng ta luôn luôn nghe về căn bệnh là sốt xuất huyết. Vậy thì sốt xuất huyết là gì ạ? Thì sốt xuất huyết là một cái bệnh truyền nhiễm cấp tính do siêu vi đen gây ra, và đặc biệt xảy ra ở những cái nước nhiệt đới có khí hậu nóng ẩm, và như ở nước ta thì sẽ xảy ra nhiều vào mùa mưa, thì cái số lượng ca sẽ tăng lên cũng như số lượng ca nặng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em và những cái yếu tố nguy cơ mà gây ra tình trạng này ? Cái nguyên nhân gây ra sốt xuất huyết ở trẻ em là do siêu vi đen gây ra. Tuy nhiên, siêu vi này nó không lây truyền trực tiếp từ người sang người mà phải qua một cái trung gian truyền bệnh. Trung gian truyền bệnh ở đây chính là muỗi, và giống muỗi mà gặp ở nước ta đó là muỗi Aedes aegypti. Thì cái con muỗi này nó rất là thích sinh sản ở những vùng có nước, nên thành ra là những cái nơi mà có nhiều ao tù nước động, hay đặc biệt là vào mùa mưa thì cái nguồn nước nó nhiều lên thì muỗi sẽ dễ sinh sản được hơn. Và khi mà muỗi sinh sản nhiều như vậy á thì sẽ làm cho cái gia tăng cái tỷ lệ bệnh, muỗi sẽ cắn từ người bệnh và truyền bệnh qua là người không bệnh. Và như vậy thì đối với những trẻ mà sống ở nơi mà có cái vùng dịch tễ mà là bị sốt xuất huyết á, đặc biệt là bị muỗi cắn nữa, thì trẻ sẽ có nguy cơ bị sốt xuất huyết rất là cao. Vậy thì làm cách nào để chúng ta nhận biết những triệu chứng sốt xuất huyết đang xuất hiện ở trẻ nhỏ ? Sốt xuất huyết thì vì đây là một cái bệnh lý của nhiễm siêu vi, biểu hiện thông thường đôi khi chúng ta cũng có thể bị nhầm lẫn đối với là những siêu vi khác. Tuy nhiên thì trong sốt xuất huyết sẽ chia ra làm 3 giai đoạn chính. Đó đầu tiên là giai đoạn khởi phát, tiếp theo là giai đoạn nguy hiểm, và sau đó là giai đoạn phục hồi. Thì sốt xuất huyết sẽ có thời gian ủ bệnh trung bình là khoảng 3 cho tới 7 ngày, tối đa là khoảng 14 ngày. Sau cái giai đoạn ủ bệnh này thì bắt đầu bệnh nhân sẽ có biểu hiện lâm sàng. Và đặc biệt trong sốt xuất huyết thì bệnh nhân sẽ bị sốt rất là cao, sốt có thể 39-40 độ C và có thể đáp ứng kém với thuốc hạ sốt. Tuy nhiên điều đặc biệt là sau khi mà cái cơn sốt mà nó xuống thì bệnh nhân lại có thể vui vẻ, chơi lại bình thường. Và kèm theo triệu chứng mà sốt cao liên tục như thế này thì bệnh nhân có những cái biểu hiện khác, ví dụ như có thể có đau đầu, đau cơ, đau hốc mắt, hay là phát ban, hay là có thể có những cái chấm xuất huyết ở trên da. Đó là giai đoạn khởi phát trong vòng khoảng 1 đến 3 ngày đầu. Thứ hai là sẽ vô giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Thì giai đoạn này là cực kỳ lưu ý, là tính từ cái ngày bắt đầu khởi phát bệnh, mà đó là từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 của bệnh, hoặc là cuối ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 7 của bệnh. Thì giai đoạn này thì cái sốt á, bệnh nhân bắt đầu giảm xuống hoặc là thậm chí là hết sốt, nhưng bệnh nhân sẽ bắt đầu vô giai đoạn nguy hiểm của cái vấn đề thất thoát huyết tương, xuất huyết hay là tổn thương tạng. Và qua giai đoạn này rồi, nếu như mà đa phần các trẻ là sẽ ổn định thì sẽ qua cái giai đoạn phục hồi, thì trẻ sẽ bắt đầu ăn ngon trở lại, sẽ bắt đầu thèm ăn, nước tiểu tốt. Vậy thì thưa bác sĩ, thì làm thế nào để chúng ta biết là bé đang ở tiến trình nào của bệnh sốt xuất huyết ? Khi nào mà bé bị bệnh nặng và cần phải đưa đi gặp bác sĩ? Đối với sốt xuất huyết thì chúng ta đã nói thì có 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi đầu thì thường trẻ sẽ sốt rất là cao. Giai đoạn này thì trẻ thì sẽ thường sẽ được ba mẹ đưa đi khám bởi vì trẻ sốt rất là cao. Tuy nhiên sau giai đoạn này thì trẻ bắt đầu giảm sốt hoặc là hết sốt. Tuy nhiên nó sẽ là vô giai đoạn nguy hiểm của bệnh mà các bậc cha mẹ của mình đôi khi sẽ hơi chủ quan, bởi vì ban đầu mình đi khám là vì là sốt, bây giờ thấy giảm sốt rồi lại không đưa đi khám nữa. Nhưng mà đây mới thật sự là bắt đầu vô giai đoạn nguy hiểm của bệnh, bắt đầu giai đoạn thất thoát huyết tương sẽ xảy ra. Thì trẻ sẽ có những cái biểu hiện ví dụ như là đau bụng, đặc biệt là đau căng tức ở vùng hạ sườn phải, hay là nhợn ói, buồn ói liên tục, có thể là không ói hoặc là có ói. Rồi trẻ sẽ có những cái biểu hiện nặng nề hơn, ví dụ như trẻ sẽ có tình trạng là cô đặc nước tiểu, lúc đầu là tiểu ít lại, sau đó có thể là không tiểu được. Hoặc là trẻ sẽ có những cái tình trạng về cái thiếu máu nuôi ở các cơ quan, thì lúc đầu là trẻ có thể bị kích thích mà sau đó có thể vô ly bì, lơ mơ, hôn mê, hay là tay chân nhức lạnh. Thì đó là những cái dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết trên lâm sàng. Còn về mặt xét nghiệm thì trẻ sẽ có những tình trạng như là giảm tiểu cầu,
cầu hoặc là cái độ cô đặc của máu tăng lên thì sẽ cho thấy là trẻ sẽ có nguy cơ vô bệnh nặng. Và do đó thì đối với lại sốt xuất huyết, những cái trường hợp mà trẻ có dấu hiệu cảnh báo như vậy hoặc là trẻ chưa có dấu hiệu cảnh báo nhưng trên những cơ địa đặc biệt, ví dụ trẻ nhũ nhi hoặc là trẻ béo phì hoặc là trẻ có những cái bệnh nền như là bệnh tim, phổi, mãn tính chẳng hạn, thì chúng ta bắt buộc phải cho trẻ nhập viện sớm để theo dõi. Vậy thì cái việc mà điều trị sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ có khó khăn hay không ạ? Thì đối với sốt xuất huyết á, điều trị hiện tại á là chúng ta chỉ điều trị hỗ trợ là chính thôi, vì hiện tại vẫn chưa có thuốc để điều trị đặc hiệu. Điều trị hỗ trợ ở đây là chúng ta phải điều trị tùy theo mức độ của bệnh. Trong giai đoạn đầu thì chủ yếu là chúng ta sẽ điều trị triệu chứng, mà triệu chứng chính ở đây đó là triệu chứng sốt, nên chúng ta sẽ cho trẻ uống thuốc hạ sốt hợp lý với paracetamol là liều từ 10 đến 15mg bạc ký một lần, và chúng ta có thể lặp lại liều này mỗi 4 cho tới 6 giờ. Tuy nhiên cũng cần lưu ý các ba mẹ là bởi vì paracetamol nếu mà dùng ở ngoại trú thì chúng ta sẽ có hai đường dùng chính, đó là đường uống và đường hậu môn. Tuy nhiên nếu mà trẻ hợp tác hoặc là không có những cái khó khăn thì chúng ta nên ưu tiên đường uống hơn. Còn nếu mà trẻ dùng đường hậu môn thì chúng ta vẫn phải tuân thủ cái khoảng cách liều giữa các liều là tối thiểu cũng phải là từ 4 đến 6 tiếng. Vì khi mà chúng ta dùng quá mức liều của paracetamol cũng có thể gây ra cái vấn đề đó là tổn thương gan do tích lũy cái liều thuốc. Vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ có thể cho trẻ bù dịch. Thì khi mà sốt xuất huyết mà bắt đầu vô giai đoạn mà thất thoát huyết tương á, thì trẻ sẽ bị thất thoát ra ngoài. Thì cái dịch của trẻ bị thất thoát và có mất cả điện giải, nên ưu tiên sẽ bù những dịch có điện giải cho trẻ. Và nếu như mà giai đoạn này mà trẻ có dấu hiệu cảnh báo nặng, nguy cơ mà trẻ sẽ vô sốc hoặc là tổn thương cơ quan nặng, thì đương nhiên lúc đó là trẻ đã nhập viện rồi, thì bác sĩ sẽ cho chỉ định truyền dịch tùy theo cái mức độ của trẻ. Do đó thì chúng ta cũng nhớ là khi mà trẻ sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo là sẽ nhập viện, nhưng không phải tất cả các trẻ đều cần truyền dịch. Có những trẻ dung nạp với đường uống được, bác sĩ theo dõi được thì vẫn sẽ điều trị bằng đường uống thôi. Khi nào mà trẻ không dung nạp được hoặc là có những cái biểu hiện nặng nề hơn, bác sĩ nghĩ là cần phải can thiệp bằng đường tĩnh mạch thì chúng ta mới truyền dịch. Và ngoài ra thì trẻ còn có thể có những cái biến chứng khác, ví dụ như là biến chứng về xuất huyết nội tạng hay là xuất huyết niêm mạc ha, hoặc là xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết đường tiểu, hoặc là xuất huyết ở vùng da, xuất huyết cơ chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải điều chỉnh những vấn đề đông máu để mà hạn chế những cái vấn đề xuất huyết mất máu cho trẻ. Và vấn đề thứ ba nữa là trẻ có thể nặng lên về vấn đề tổn thương tạng, đặc biệt là sốt xuất huyết thể não. Thì đối với cái trường hợp này thì đương nhiên sẽ được bác sĩ chẩn đoán và điều trị triệu chứng tùy theo cái giai đoạn của bệnh. Dạ, vậy thì khi mà con của mình bị sốt xuất huyết một lần rồi thì nó có thể là có được cái miễn dịch cho những cái lần sau hay không ạ? Thì sốt xuất huyết ở đây chúng ta sẽ có 4 tiếp do DEN gây ra, thì là từ DEN 1 cho tới DEN 4. Thì đối với trường hợp mà đã bị sốt xuất huyết do chủng nào á thì chúng ta sẽ có miễn dịch đối với chủng đó cả đời thôi. Còn đối với là những cái chủng khác á thì có một số nghiên cứu là có thể là có một cái hiệu quả, tức là bảo vệ chéo trong một cái thời gian ngắn thôi, trong khoảng 2 tháng, 6 tháng, 18 tháng tùy theo cái tiếp, tùy theo cái tiếp ban đầu nhiễm và cái tiếp nhiễm sau đó. Yeah. Do đó thì đối với sốt xuất huyết á, là bị nhiễm tiếp nào thì chỉ bảo vệ đối với tiếp đó thôi, những tiếp khác thì chúng ta vẫn có thể bị. Và thậm chí khi mà bị sốt xuất huyết lần thứ hai á thì có thể nặng hơn so với lần đầu, bởi vì nó liên quan đến cái hiện tượng là kháng thể hưng phấn. Vì vậy thì một đời người đôi khi có thể bị tới 4 lần sốt xuất huyết, nên chúng ta không có được chủ quan là bị sốt xuất huyết rồi không bị nữa, và chúng ta không có quan tâm để mà đi thăm khám. Vậy thì cái cách để chúng ta phòng ngừa để tránh bị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ là gì thưa bác sĩ? Để mà phòng ngừa sốt xuất huyết á, thì ở đây đương nhiên quan trọng nhất là nếu mà chúng ta có vaccine thì cực kỳ tốt. Nhưng mà hiện tại á, thì tại Việt Nam của chúng ta là chưa có vaccine đó. Nên thành ra là phòng ngừa chính là vào cái chuyện là đứt chuỗi lây truyền. Thì chuỗi lây truyền ở đây chúng ta thấy liên quan chính là đến cái động vật trung gian truyền bệnh là muỗi. Do đó thì cách đầu tiên á, là chúng ta sẽ không cho muỗi sinh sôi, bằng cách là chúng ta sẽ dẹp những cái chai lọ ao tù gì mà chứa nước xung quanh nhà mình. Còn đối với những trường hợp mà chúng ta có những cái lọ mà chúng ta không thể dẹp được chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải bỏ cá vào để chúng diệt lăng quăng, để không có
xuất hiện mũi. Đương nhiên sau cái quá trình đó rồi thì vẫn có một cái tỷ lệ đó vẫn có mũi. Như vậy thì đối với có mũi rồi thì chúng ta phải sử dụng những cái hóa chất an toàn với liều lượng cho phép để mà xịt mũi định kỳ để giảm cái tải lượng mũi xuống. Và khi mà con mũi đó mặc dù là chúng ta đã dùng những biện pháp đó rồi nhưng mà vẫn còn một cái lượng mũi tồn tại và có thể cắn chúng ta. Như vậy thì chúng ta sẽ làm biện pháp để cho nó không tiếp xúc cắn với chúng ta bằng cách là khi mà đi ra ngoài chúng ta có thể tăng cường việc mặc áo dài tay hay là đồ dài tay thì nó sẽ hạn chế cắn mình. Và thứ hai điều rất là lưu ý là con mũi này nó cắn chủ yếu là vào ban ngày, nên là ban ngày chúng ta phải ngủ mùng. Thứ ba nữa là chúng ta có thể dùng một cái số hóa chất hoặc là dược liệu mà an toàn thoa hoặc là xịt trên da để hạn chế cái vấn đề mà bị mũi cắn. Và như mở đầu chương trình thì mình cũng nói rằng là với bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em thì cũng có thể gây ra tử vong. Vậy thì bác sĩ có thể là chia sẻ một cách rõ ràng hơn về cái điều này được không ạ? Thì đối với sốt xuất huyết thì đa phần trẻ là sẽ phục hồi. Tuy nhiên có một cái tỷ lệ nhỏ thì sẽ có diễn tiến nặng hơn do cái vấn đề thứ nhất là do thất thoát huyết tương. Khi mà dịch thất thoát ra ngoài cơ thể quá nhiều, qua ra ngoài lòng mạch quá nhiều thì dịch lưu thông trong cái nội mạch của mình không đủ thì khi đó sẽ gây ra tổn thương đa tạng. Thứ hai đó là cái vấn đề về mặt xuất huyết, tức là trong sốt xuất huyết thì nó sẽ ảnh hưởng đến cơ chế của rối loạn đông cầm máu, do đó thì trẻ sẽ dễ bị xuất huyết. Có những trẻ thì bị xuất huyết nhẹ thôi có thể tự cầm, nhưng mà có những trẻ nó sẽ bị xuất huyết nặng, đặc biệt có thể xuất huyết da, xuất huyết niêm hoặc xuất huyết tạng, để trong đó có thể là xuất huyết trong ổ bụng hoặc là xuất huyết não, là một cái vấn đề rất là nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Và vấn đề thứ ba nữa đó là vấn đề tổn thương trực tiếp do cái siêu vi cũng như phản ứng miễn dịch do cái siêu vi đen gây ra, thì đó nó có thể gây ra những cái tổn thương tạng, đặc biệt ví dụ như tổn thương não hoặc là tổn thương gan. Nếu mà chúng ta không có được điều trị kịp thời hoặc là cơ địa của trẻ mà là quá nặng nề thì trẻ có thể bị tử vong do vấn đề này. Mong rằng với những cái dấu hiệu cảnh báo ngày hôm nay và những cái biện pháp phòng ngừa mà bác sĩ vừa chia sẻ thì quý vị cũng sẽ có thêm những cái kỹ năng khác nhau để đảm bảo cho môi trường sống của mình sẽ trở nên sạch sẽ hơn, an toàn hơn, và nhất là mình có thể là bảo vệ được sức khỏe cho bản thân của mình và những người thân yêu. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Mai Phương cũng đã đồng hành với chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị, thời lượng của chương trình đến đây cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình lần sau.